Pedri, Messi vĩ đại hơn Ronaldo là điều chắc chắn. Pedri khẳng định Lionel Messi hơn Cristiano Ronaldo một cách rõ ràng khi bàn về sự vĩ đại. Pedri cho rằng Messi vĩ đại hơn Ronaldo là điều chắc chắn. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã dành cả sự nghiệp để chiến đấu để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất mọi thời đại. Messi sẽ kết thúc sự nghiệp với tổng cộng 8 danh hiệu quả bóng vàng so với 5 của Cristiano Ronaldo. Cả hai huyền thoại này đều sở hữu hàng tá kỷ lục và những danh hiệu lớn trong sự nghiệp của mình. Mới đây, Pedri đã được tờ The Residency hỏi về việc Messi hay Ronaldo là GOAT, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Và cầu thủ người Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời chắc nịch, Messi, không nghi ngờ gì, nhưng Cristiano cũng là một cầu thủ vĩ đại. Pedri cũng được xem là một cầu thủ có tiềm năng giành quả bóng vàng trong tương lai. Nhưng khi được hỏi mục tiêu trong 10 năm tới, Pedri đưa ra câu trả lời kỳ lạ, tôi chỉ muốn chơi bóng và hói dần, tôi vẫn luôn muốn để đầu chọc. Pedri đang phải nghỉ thi đấu ở Barca vì chấn thương gân khoeo. Dù vậy, cầu thủ người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ trở lại kịp thời cho lượt đi trận đại chiến với PSG ở tứ kết Champions League mùa này. Pedri có những đóng góp tốt ở Barca mùa này với 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 24 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hiện tại, Pedri đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Barca ở tuyến tiền vệ. Pedri còn hợp đồng với Barca đến năm 2026. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này bây giờ rơi vào khoảng 80 triệu euro. Kể từ khi chuyển đến Barca năm 2019, Pedri đã giành được 3 danh hiệu là La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.